tụi em đám cưới có liên quan gì đến họ? Họ có tư cách phản đối sao? Em khoan thứ giận đã. Chúng ta nghe ông chủ Trúc nói cô sao có được không? Thực ra cái họ lo lắng không hoàn toàn không có lý do. Cho dù chị thuyết phục được họ cũng chưa chắc thuyết phục được người dân hai bên. Cho chị chút thời gian đi, chị sẽ thử tìm cách khác. Bỏ đi chị Đài, chuyện của tụi em cần gì quan tâm người ta nghĩ gì. Em và Romeo âm thầm đám cưới, cùng lắm từ nay tụi em tới khu 8 sinh sống thì không sợ mất lòng ai nữa. Juliet nói rất đúng, chỉ cần có thể ở bên cạnh cổ, em đi đâu cũng không sao. Thật ra hai người này làm đám cưới đích thực là có cơ hội có thể giải quyết ân oán của hai nhà La Chúc. Nếu bỏ qua như vậy thì có chút đáng tiếc. Anh Đài à, hay là tìm cách giúp họ đi. Lệ Diệp, đám cưới là đại sự trong đời, giá nào chị cũng muốn em xuất giá thật long trọng, quang minh chính đại. Yên tâm đi ông chủ Trúc, chỉ cần Juliet đồng ý, còn muốn tổ chức thế nào em sẽ làm theo ý cổ. Nhưng trước khi đám cưới, em muốn mau chóng quay về Hải Bắc Thị một chuyến. Bởi vì bây giờ anh hai, anh ba và Molly đều ở bên đó, má nhỏ thì không biết muốn gì. Em muốn mau chóng về bên đó cứu anh ba trước. Anh về bên đó như vậy nguy hiểm lắm đó, lát nữa cả anh cũng có chuyện thì tính sao. Hay là tôi nhờ cục trưởng Nghiêm giúp đỡ được không? Đừng nên làm vậy, má nhỏ đã bắt anh ba, nếu như có động tĩnh gì em sợ má sẽ giết chết anh ba. Một mình cậu về nguy hiểm lắm, để tôi đi với cậu. Tôi và Dora có quen biết, không chừng sẽ nghe tôi nói. Em đi nữa. Bây giờ cô đang mang thai đó, cô đi mất công vướng bận tay chân, ở lại dưỡng thai còn hay hơn. Phải đó, nghe mọi người nói đi, ở lại tình dưỡng sức khỏe, đừng đi lung tung được không? Anh bỏ em ở đây một mình, em càng lo cho anh hơn. Cô có thể không tin cậu ta, chắc là tinh thần sống này phải không? Có tôi bên cạnh, tôi sẽ chiếu cố cậu ta giùm cô. Chị à, cái chết của Trúc Nhân Nghĩa chính là bài học tốt nhất, đừng nên chấp nhất nữa. Dừng lại đi. Cậu có biết chúng tôi khó khăn lắm mới có thể đến với nhau ổn định cuộc sống không? Năm xưa anh Hải là trợ thủ đắc lực nhất của ba cậu. Ba cậu coi trọng ảnh lắm. Nhưng sau khi ảnh quen tôi, ảnh bất chấp sự phản đối của ba cậu, cũng muốn lén lút bỏ trốn với tôi. Nhưng lần nào cũng bị ba cậu bắt lại, đánh đến ảnh xém chết hết lần này đến lần khác. Có hai lần đánh đến ảnh xém chút mất cả mạng. Nhưng ảnh vì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi biết chứ, lần nào tôi cũng tận mắt nhìn thấy. Sư huynh Hải thật sự yêu chị lắm. Chúng tôi dày công cực khổ mới có thể đến với nhau. Nhưng tại sao chứ? Bởi vì La Tố nhắm đến tôi nên ông đã giết anh Hải. Ông dựa vào đâu chứ? Ông có tư cách gì chia rẽ chúng tôi? Sau khi anh Hải mất, đúng ra tôi định đi theo ảnh, nhưng tôi muốn họ La nhà tan cửa nát. Đợi tới bây giờ còn thiếu một bước là tôi thành công. Cậu kêu tôi dừng lại, không thể nào. Nhưng liên quan gì tới Mật Lâm và Romeo chứ? Họ vô tội mà. Vô tội? Vậy anh Hải và đứa con trong bụng tôi đáng chết sao? Sơn Bá, nếu trong lòng cậu còn sư huynh Hải, đừng khuyên tôi, đừng cản trở tôi. Nếu không tôi sẽ giết luôn cả cậu. Chị à, nếu chị cứ tiếp tục làm như vậy chắc chắn chị sẽ hối hận. Đừng gọi tôi là chị. Cậu về nói với Romeo, nếu không xuất hiện trước mặt tôi, chuẩn bị hốt xác cho Mật Lâm. Không ngờ họ Chúc xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh Max, tụi em cứ tưởng là anh chết rồi, thì ra anh là con rể của họ Chúc, ghê gớm như vậy. Dạng sự thông này đó hả, còn cứng hơn cả ống sắt nữa. Mạng của tôi không dễ có chuyện đâu. Anh hai đâu, ảnh sao rồi? Bây giờ anh đã cai được cơn nghiện rồi, chắc là ảnh nghỉ ngơi một thời gian có lẽ sẽ mau chóng không sao. Vậy thì hay quá. Cũng may của em thôi, cực thân em quá. À, Dora không có làm gì cô chứ? Ngoài mặt thì má đã hứa với em là không trả thù nữa. Má còn nói bây giờ nhờ bác sĩ chữa cho Mật Điền. Em nghĩ nay mai em có thể gặp được ảnh rồi. Ủa? Ừ? Ủa? Ai vậy? Bên ngoài có rất nhiều người, hình như tới bắt cậu Năm và Molly đó. Hả? Lập tức bỏ xuống, theo chúng tôi về.
Đám ngớ ngẩn này, có biết con đường này là do chị Niêm Anh quản không? Muốn giở trò hả? Đã hỏi ý tôi chưa? Đi đi, còn muốn sống sao? Dựa vào hai tên lưu manh này sao? Hít sáo đi. Đầu năm, anh Max, tất cả chúng tôi để ủng hộ anh. Ai dám động tới cọng tóc của bác sĩ La, tôi sẽ liều mạng với người đó. Các người giỏi thì cứ nổ súng, nếu không dám thì mau xéo đi, nghe chưa? Ăn cơm đi. Romeo, Max, bỏ xuống xuống, đừng bước tới đây, nếu không tôi giết nó trước. Đưa ra, đừng tiếp tục xe nữa, thả Mật Lâm ra đi. Tôi lặp lại lần nữa, nếu các người không muốn Mật Lâm chết, bỏ xuống xuống. Đừng mà. Không bỏ súng xuống, thật sự tôi sẽ giết nó trước. Đưa ra, dừng lại đi, tha cho anh em họ đi. Tôi sẽ tha cho anh em nó. Hai đứa nó anh em thương nhau, tôi sẽ giữ cho chúng được toàn thân.